bà bà định khi nào thì đi gặp cha ruột mỹ nữ bao nhiêu năm rồi bà có biết tin tức gì của ổng không không biết cách nào không biết làm sao để tìm ổng đây chứ ông à ổng là người đóng giả chú của cậu thế đến gặp gia đình mình đó ông à bà nói cái gì Cha ruột của mỹ nữ chính là người đàn ông đó hay sao ừ, Phải Ông chính là người đàn ông bội bạc năm xưa Mà tôi cũng không muốn nhắc tới Không ngờ bao nhiêu năm Giờ gặp lại Ông vẫn là kẻ dối trá <laughs> Thì ra là ông Không ngờ lại quan gia như vậy chứ Tôi xin lỗi vì đã không nói cho ông biết chuyện này thật tình Từ trước đến giờ tôi chưa gặp lại ổng lần nào hết Không, tôi không trách bà Chỉ có điều tôi cảm thấy ai nái cho con mỹ nữ Nếu như nó biết sự thật Nó đã đối xử quá đáng với cha ruột của mình Âu cũng là quan nghiệp Giá như mà Tôi biết bà định nói cái gì Lỗi cũng do tôi cũng vì đau khổ và cố chấp cho nên tôi chọn cách im lặng bây giờ mọi chuyện đến nước này ổng có chấp nhận con mỹ nữ hay không nữa hay là ổng lại cố chấp vô tâm tôi không biết ổng nhiều nhưng tôi nghĩ tình phụ tử thiêng liêng lắm chắc là ổng không đành đoạn chối bỏ đâu bà cứ đi tìm ổng cứ mạnh dạn lên đi nếu như mà ông cứ đành đoạn chối bỏ ra thì mình cũng không hối tiếc. Tôi sẽ đưa con đi nước ngoài điều trị cho nó. Tôi nghe lời ông. Cảm ơn ông đã rộng lòng với má con tôi. đời này kiếp này tôi nợ ông nhiều lắm ông à. Tại sao bà nói như vậy chứ? Ưng ừ, với nghĩa cái gì? giữ sức khỏe lo cho con nghe chưa anh à, đi làm đi thế 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 ủa thấy. chú bảy con <laughs> đang làm có gì không chú đang làm hả tao tưởng xa chứ té ra cũng gần à, thôi giờ con như chú vô trậu uống miếng nước rồi nói chuyện nha thôi 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 chỗ công trường mà tao muốn đứng đây tao hỏi chuyện mày chút xíu ủa mà có chuyện gì mà chú bảy kiếm con gấp dữ vậy nói chung là chuyện à... Tao muốn hỏi mày cái chuyện liên quan tới mỹ nữ Mỹ nữ Cổ, cổ lại gây chuyện với chú nữa hả Không có, không gây gì hết trơn trời á Nói chung bây giờ là tao hỏi chuyện của mỹ nữ Mày biết cái gì mày trả lời thôi Ừ, dạ Mày, mày, mày biết cái ngày sanh tháng đẻ của mỹ nữ không Ờ, hả Ừ, ờ, à, con biết mà Ngày mấy Dạ, ngày 20 tháng 6 Tây 20 tháng Cách đây mấy 5. tháng là sinh nhật lần thứ 20 của cổ đó Nhưng mà mẹ nữ còn nói với con là cổ còn một cái sinh nhật tháng âm lịch gì đó vào tháng 5 Nhưng mà con không nhớ ngày nào là chính xác 20 tháng 6 20 năm 20 năm 20 tháng 6 20... Ừ. Ờ, chú Bảy Chú Bảy hay chú Bảy Hả Chú Bảy không sao chứ à, Không sao Thôi cảm ơn nha Tao có chuyện tao đi Tao có chuyện tao đi ờ, Đi nha Chú Bảy chú bảy ơi, chú kỳ gì ta? Tại sao chú bảy lại hỏi ngày sinh nhật của mỹ nữ? sang sáu tày. như là tháng năm âm lịch ngày đó tới nay cũng gần hai mươi một năm rồi không thể nào có một sự trùng hợp như vậy nếu đúng như vậy thì mình có lỗi với bà cậu quá cũng có thể vì điều đó mà suốt bao nhiêu năm qua bà ấy phải đau khổ sống không hạnh phúc không được mình phải gặp bà để hỏi cho ra chuyện <laughs> alo tôi nghe đây ờ có chị bảy trong đó tôi về nhà lấy chút đồ rồi quay lại bệnh viện liền ông yên tâm nghe ờ mình tới tìm bả như vậy có đột ngột lắm không? Nếu lỡ gặp con mỹ nữ hay chồng bả, mình biết ăn nói thì sao đây? Nhưng bây giờ làm sao gặp bả để hỏi bả đây? Hay thôi, cứ liêu một lần ra sao thì ra. Không được, mình đâu còn trẻ dài bồng bột nữa làm gì cũng phải cân nhắc trước sau cực kỹ cả ráng chờ vậy ông ta là ai vậy? Tại sao lại ngồi trước cửa nhà mình? ông anh à, ông anh ơi, ông anh ơi, ờ, à. ờ à, à. Ok, ông anh, ông anh Mình có nên gặp ông để đó chuyện Có bị đỡ không Cũng thật là khó nói Thôi thì Cứ để bà Thương tìm gặp ông Mà nhìn ông Chắc cũng không phải là người xấu mình quá cứ dẻo tới vào lui đi hoài không có được cái gì hết trơn hết trọi á tốn tiền lại mất thời gian nữa khổ ghê luôn á không có thấy đại gia gì hết trơn toàn thấy bị đem bóng gió không à mà không lẽ mấy con quỷ hôm bữa đó nói xạo mình ta mà mình nghe rõ ràng là nó nói đại gia sẽ xuất hiện ở đây mà bây giờ có gặp ai đâu bây giờ mà mình quay về dưới quê thì làm sao ăn nói với bà gì ghẻ mình đây trời ơi con mẹ sao tắt ừ, trời ơi trời ơi. gọi gì mà gọi hoài vậy trời ơi, người ta không muốn nghe người ta không muốn nghe người ta không gọi à, ai cái ừ, gì ừ, vậy Ê, cái gì sao đi đụng vô người người ta vậy tự nhiên em xài vô lòng anh mà em nói gì kỳ cục vậy em cái gì em ừ. xài vô lòng anh hả à? <laughs> anh ông nội tôi chứ anh từ ngày giao du với con mẹ sao tắt không giữ y chang như con mẹ nè hung dữ quá ế chồng nghe cưng nha nha cái gì ế hả tôi mà có ế tới chiều ế chảy dài thì cũng không tới lượt ông đâu ha mơ đi ừ thiệt ha <laughs> Thiệt quá. quá giờ có tiền mà muốn biết muốn uh, chia cho ai xài mà không biết chia cho ai ta nói nôm na là mình đang có xô à anh định uh, kêu cưng á để chia cho tiền xài mà anh thấy dạo này em săn đại gia quá sợ em chơi tiền À, ai mà chơi tiền chứ ngu gì mà chơi tiền đó anh nói chơi vậy thôi chứ anh biết mà em có thấy mấy con ma ngoài nghĩa địa không vậy đó mà nó còn mấy tiền á em thấy người ta đốt với tiền nhà bạc cho nó không ủa mà đó là xô gì vậy bây giờ nói ở đây không có tiện kiếm chỗ nào mát mát mình ngồi mình uống cà phê mình nói chuyện ha đi ê khoa khoa à? khoa nói được rồi đừng có đụng ta đụng cho hết tàn nhang cái nhìn thấy đã ghi ta hả cái gì làm cô dâu cho xác chết hả ừ trời ơi sao sao chị gan quá vậy cứ xác chết á nghe như trong phim kinh dị ghê lắm luôn á lỡ ông thấy chị xong cái ổng ổng thích chị quá cái ổng hiện hồn vậy ổng cũng kêu mơ đi theo anh luôn thì sao Để... dù vô gì tôi không có sợ cô nói vậy tôi mới sợ đó ai kêu mày số này chính trác hai ơi hai yên tâm đi ổng nói với con hết rồi Chuyện là vậy nè Nhà thằng này nó giàu lắm Nó mới chết Mà chưa có vợ Nhà nó muốn cưới vợ cho nó để làm phép Để cho nó yên lòng nó dính suối Cái gì vậy? Cái vụ này nghe thấy ghê quá à Có gì đâu mà ghê Trời đất ơi Giống như đóng phim vậy thôi Nè Đâm ma chôn xong ha Em nhận tiền Rồi nhà ai nó về Số này nhiều tiền lắm á Sao rồi thì tôi nhận Vậy ha <laughs> Đó Hai thấy không Chuyện rất là đơn giản Mà tiền nhiều nữa Không có đơn giản đâu con Bây giờ Con gọi điện cho chính trác Bỏ xô đi Không làm Sao bỏ Con nhận tiền ông rồi Sao mà bỏ được Nhận tiền rồi thì trả lại cho người ta Trời Hai ơi Trời chuyện có gì đâu Thì cứ nhận đi Tiền nhiều lắm Nghe hai nói nè Đây là chuyện tâm linh Không đùa giỡn được Nha Bây giờ hai hỏi con Con nhận lời làm cô dâu cho cái người chết đó Nếu như cái người chết đó người ta ưng con Thì người ta sẽ bắt con theo Hiểu không Một là con sẽ chết theo nó Còn nếu không người ta sẽ ám con cả đời Con không lấy chồng được Con sẽ khùng khùng điên điên Hiểu chưa Trời ơi hai ơi hai quan trọng quá vấn đề quá à Nè cái chuyện khùng khùng điên điên nè Con mình nữa đã khùng điên rồi Giờ khùng điên thêm xíu nữa không có vấn đề gì hết trơn á Còn có chuyện mà à. mà, mà mà bắt con theo Trời ơi người sống sờ sờ con không bắt được con Người chết đâu ra bắt con theo hai nói chuyện tầm bí tầm bả người hai quan trọng quá vấn đề quá có tiền thì làm có số thì làm thôi hai mắc cười quá mơ à con gọi điện cho chính trác bỏ xô liền con nói là con không có bỏ tao nói mày nghe không con nhận tiền người ta rồi mà nghe cái gì con mệt gọi điện trả tiền lại mệt quá con nó nhận rồi con không trả gì hết trơn á tiền gì thì con làm thôi mày trả không trả không không trời đất ơi con nhỏ này hai kỳ quá tính hai ngộ lắm luôn á hai cái tới tới đó lui một chuyện cứ nói tới đó lui hoài à có tiền cái gì thì làm thôi chứ cứ nói hoài, à, hoài hay hay trả sôi mày <laughs> ai nói, Chỉ Chỉ nói à, trả hoài thôi trả lại ơi. cho người ta hai đứa, 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 đứa này thôi lại gặp chính xác trả tiền lại liền trả tiền lại à, cho người ta tao nói tao chửi tao nói ra trả lại tao hai cái vụ gì vậy hai chị chồng hay giận được kìa ủa có chuyện gì vậy đó 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 đỡ, đỡ tôi xuống cái đó dạ, ừ. dạ, đau quá đau quá đau có chuyện quá. gì vậy đau Ủa, có chuyện gì vậy? B b bỏ tôi xuống, thả xuống, có chuyện gì xuống đất nói Đau Ủa? quá à? Ủa, cô làm gì mà dì hai giận dữ vậy? Thì cái chuyện tôi nhận xô, tôi đi làm Xô gì? Anh hỏi làm chi, chuyện của tôi anh làm gì anh nhìn tôi hoài vậy ờ nhìn gì đâu ông này bữa nay lạ quá hả trời ơi đánh tan nát luôn chuyện có gì đâu mà tự nhiên đó mình dữ vậy không biết nữa <laughs> trời ơi cờ bạc thua keo này tao bày keo khác làm gì cái mặt bà rầu rĩ thế ghê hả à, Bây giờ còn keo nữa đâu mà bày Cứ tưởng là qua bệnh Kiếm được chút vốn về trả nợ Hai ngờ Nợ chưa trả mà thấy ngập đầu nợ thêm nữa Tôi đã nói với bà rồi Chơi nhỏ nhỏ thôi Bà ham hố quá anh chi Tôi nói thiệt với bà nợ cái tiền ké với cái tiền bo của mấy đứa đi chung không á Cũng vững đỉnh rồi Trời ơi ham ăn chi cho cố vô bây giờ lậu Bây giờ chắc tôi phải nhấn nút biến quá Chứ thằng Lâm thọt nó thấy tôi tới đâu là làm thịt tôi tới đó ông ơi ừ. Bây giờ tôi có cách này giúp bà Nhưng mà tôi không biết bà có đồng ý không à Cách gì Cách gì mà miễn trả nợ được là tôi đồng ý hết á Ê Bà đồng ý không suy nghĩ kỹ đi chừng nào đồng ý gọi điện thoại cho tôi tôi có rất nhiều mối hai ờ uh, hai nấu cơm chưa hai hai uống nước đi hai hai uống nước đi thôi hai người đó đi để con đi nấu cơm cho khỏi đi không có nấu nước gì hết á dọn đồ ra khỏi nhà hai hai đuổi con thiệt sao hai 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 đừng có đuổi con tội nghiệp con lắm hai ơi hai đừng có đuổi con đi mà hai hai thấy con bơ giờ hai đem con về cưu mang con mong là con có cơ hội dương lên với người ta xưa tới giờ con làm cái gì hai biết hết Nhưng mà hai nghĩ Con là đứa mồ côi Không có mẹ dạy dỗ Nên hai thương con hai bỏ qua hết Bây giờ tới cái chuyện kinh thiên động địa như vậy mày cũng dám làm Tao hết nói nổi mày rồi Dọn đồ đi đi Hai ơi Hai đừng có đuổi con đi tội nghiệp con mà ai con xin thề luôn đó Tại vì con thấy Con ở đây con không giúp đỡ được gì cho hai hết Nên con mới nhận con làm chuyện đó Để có đồng vô đồng ra để giúp đỡ hai Hai ơi hai đừng có đuổi con đi Hai đừng có đuổi con đi mà Còn con sẽ nói với ông chính Ông chính là con từ chối Con không có nhận nữa Hai đừng có đuổi con đi Hai ơi hai đừng có đuổi con đi Hai ơi Thiếu thì cũng thiếu rồi Nghèo thì cũng nghèo rồi Bất đắc dĩ lắm thì Hai mới phải đi khóc mướn cho người ta Cũng đâu có sung sướng gì đâu Nhưng mà Mấy cái chuyện mà kính thiên động địa như vậy Cô không được làm Hiểu chưa Dạ hiểu Nhưng mà ai ơi ai đừng có đuổi con đi hai đuổi con đi rồi con biết đi đâu hả hai đừng đuổi con đi hai ơi hai đừng có giận con đuổi con đi nha hai nghe hai nói nè nếu như con cảm thấy không có cơ hội để mà đi lên bằng cái nghề ca hát như con muốn thì bây giờ con tìm nghề khác để học đi ờ con con học may đồ hay là con học uống tóc đi rồi hai phụ với con kiếm tiền cho con mở tiệm được không nghe Chứ những chuyện bậy bạ đó con đừng có làm Hai sợ lắm Dạ Con biết rồi Hai đừng bận tâm nữa Nhưng mà hai hứa đi Hai đừng có đuổi con đi nha hai Tội nghiệp con Hai hứa đi Hai hứa là không có đuổi con đi đi hai Con nói với chính trác là con không làm <laughs> Hai đừng có giận con nữa nha hai Hai ơi Cảm ơn hai Nấu cơm đi Dạ Kiểu này không biết chừng nào nó mới chững chạc được với người ta Thế nào rồi cũng có ngày rước quả vô người cho mà coi Biểu, gặp anh có lâu không? Ừ? <laughs> Sao vậy mới yêu Trừ nắng chàng trang vậy đó Gác tay gác chân Bực mình Ủa vậy chứ em hẹn anh ra đây Ngồi trong ngóc Giống như hai con cóc Bên bờ sông vậy đó hả Thì đứng chơi thôi Không phải anh nói anh nhớ tôi hả <laughs> Thì nhớ Nhưng mà mình hẹn đi đâu đó chơi đi Chứ bộ em muốn ngồi đây làm thơ hả thì tại tôi chưa có nghĩ ra chỗ nào để đi hết á ừ, Để anh nghĩ cho Phải tìm cách để nó lấy cái điện thoại ra Thì mới có cơ hội được <laughs> Gì vậy cưng Sao tự nhiên đứng kế bên mà gọi điện cho anh Nè Em định chơi cái trò lãng mạn đúng không? <laughs> đúng rồi Thì tại anh nói anh thích lãng mạn mà Ä à, Em bị cái gì vậy? Em bị điên hả? Không, tao không có điên Mày á, mày xuống đó kêu Hà Bá Đưa lại cái clip cho mày đi Mày đừng có mơ mà tống tiền tao Ha. Từ nay về sau Tao sẽ không đưa cho mày một cắt bạc nào hết đó quỷ cái, tao giết mày à, à. giết tao hả? Mày à, chết đi, mày đi chết đi à, à, à. Con quỷ Mày lừa tao à, à, à Tao giết mày à. 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 Hai, lần đầu tiên con thấy hai giận dữ vậy luôn á Sợ ơi là sợ rồi <laughs> Dữ hay hiền thì cũng tùy chuyện chứ Con mơ coi vậy mà nó con nít Mà hời hợt lắm, không biết suy nghĩ gặp mấy cái chuyện như vậy mà không làm dữ lên á coi như làm hại nó đó ừ con biết á hai làm vậy cũng chỉ là muốn tốt cho chị mơ thôi à chắc chị hiểu á ừ hai với nó á có một cái tương đồng nó thì mất mẹ hai thì mất con nên à, hai thương nó coi như bù qua sớt lại cho nhau vậy đó mà ừ con nghĩ á tình cảm chân thành rồi cũng sẽ được đáp lại thôi à hai chị mà sẽ thương ai nhiều hơn nó nghĩ được như con thì hay biết mấy <laughs> gì hai ờ Quá hậu có chuyện gì hả con sao không về bên nhà mà qua đây <laughs> dạ dạ con qua đây là muốn mời mọi người cuối tuần này qua nhà con ăn cơm má con muốn cảm ơn mọi người đã giúp đỡ má con con trong lúc khó khăn Cảm ơn á hả? Dạ Trời ơi, người ta giúp nhau trong lúc hoạn nạn là cái chuyện bình thường Má con sao bày vẽ quá Dạ đâu có gì đâu, cũng chỉ là bữa ăn đạm bạc thôi mà Cũng đâu có thống thiế gì tình cảm của mọi người dành cho má con con đâu <laughs> Ăn cơm đạm bạc thân tình thôi ha Dạ Ờ, vậy uh, qua <laughs> <laughs> Ờ, hậu nè Hả? Hôm đó qua hậu qua luôn nha ừ, Sẵn đó chỉ cho... Bé Thảo nó làm vài món Thấy nó vậy chứ nó dụng về lắm Ờ à, để tôi coi coi làm sao Coi cái gì mà coi Thì qua đãi giúp người ta đi Mày rảnh chứ có làm gì đâu à Trời hai Mày cũng biết chọn người để nhờ ghê à Con này khéo mà nấu ăn giỏi lắm Dạ Hai nói gì vậy Con đâu biết làm gì đâu Tụi hai khen con rồi Không gì hai nói đúng đó gì hai Ờ ừ. Má con với thảo á Ăn cơm của Hoa hậu nấu con lần Mà khen tới giờ luôn À <laughs> ừ. ừ Bữa đó bé Thảo làm không à Tụi có làm gì hết á Ờ, à, nói ông Bảy qua chưa? Ờ, à, con định qua đây gặp chú Bảy rồi con nói luôn Ủa? Ông có nhà đâu à, hình như đi đâu rồi Dạ Mà mấy bữa nay làm như ông có chuyện gì á Thấy đi vô đi ra ngơ ngẩn như mất hồn vậy Dạ, con cũng cảm thấy chú có gì lạ lạ À, mới về sớm nè Chú Bảy chạy qua công trình chỗ con làm Chỉ để hỏi tuổi của mấy nữ thôi à Rồi sau đó hối hả bỏ về luôn Nhỏ sảnh sẻ đó mà hỏi tuổi nó làm chi trời Con cũng không biết nữa, con định hỏi mà chưa kịp gì là chú Bảy bỏ về rồi Ê có khi nào chả giả bộ mua tranh bán khế không ta Làm bộ hỏi nhỏ này đặng bắt cầu qua con mẹ nhà giàu đó đó Bởi vậy ta nói thấy không Đàn ông xài không có được Tao nói có chăn quanh đèn tham phú phụ bần Mới thấy mẹ kia giàu có cái bắt đầu kiếm chuyện rồi sắp sáp sáp vô rồi Bởi vậy ta nói thấy không Nhắc tới chả là tao nóng được Ở đó đi tao lấy đồ ừ. tắm đi Ủa gì hai Ừ Tôi chết rồi ủa nãy giờ tôi nói có gì sai không? Tôi đâu biết đâu. Anh ngồi đó đi nha, tôi vô với hai à. Ừ, ờ, quá hậu. Ủa gì kỳ vậy ta? Tự nhiên Dì Hai nhắc tới má của mỹ nữ, tự nhiên Dì Hai giận bỏ vô. Còn quá hậu nói tới mỹ nữ cũng bỏ vô luôn. Là gì vậy? Sao khó hiểu dữ vậy trời? Dạ à, ông hả Ê, đừng có thấy má tôi đẹp sang trọng Còn giàu à? có rồi ông ông tôi tôi bà bà vậy nha Còn? đừng làm quen với nhau phải không ông lừa đảo tôi chưa đủ hả gì kỳ à. hả gì Kiều ở bên thôi. đó có nước đi rửa chén đi bắp xếp cho người ta chứ gì Kiều gì ơi. tôi nói cho ông biết nghe chưa đừng có mà dở cái thói lừa đảo Còn ở đây, đây nghe chưa ngon hả tôi báo công an bắt ông thôi mà ông mà ông có. ở đây luôn à. á đừng có lừa gạt má tôi nghe chưa người với ông cái gì thôi mà đừng mà là ngày hai mươi tháng sáu Tây hai mươi tháng cách đây vài tháng là sinh nhật lần thứ hai mươi của cổ đó nhưng mà mỹ nữ còn nói với con là cổ còn một cái ngày sinh nhật âm lịch gì đó vào tháng 5 Nhưng mà con không nhớ ngày nào là chính xác Bao nhiêu năm qua Mình cứ tưởng mình là kẻ hy sinh Cho cô ấy được hạnh phúc Mình đâu ngờ Cuối cùng Mình là thằng đàn ông vô tâm Vô tình Mình là thằng ngu si đần độn mà Anh vẫn còn ngồi ở đây hả Ờ, quà hậu, Cô ngồi xuống đi Tôi định nán lại một chút nữa Chờ chú Bảy rồi về luôn Ờ, bây giờ tối rồi Hay là vậy đi Chỉ là cái chuyện nhắn chú Bảy qua ăn cơm thôi Để tôi nói giùm cho Thiệt ra thì Tôi cũng thắc mắc Chuyện chú Bảy hỏi thăm về mỹ nữ Anh còn quan tâm mỹ nữ vậy hả ờ ý của tôi là tôi chỉ ngại chuyện mỹ nữ làm phiền chú bảy thôi tính cách của cổ cũng ngang bướng và cố chấp lắm nếu mà vậy tội nghiệp chú bảy quá à <laughs> lỗi là cũng do tôi bây giờ nghĩ lại chuyện đã qua tôi thấy lúc trước mình vừa kỳ cục lại vừa lúa bịch nữa ờ thôi bây giờ cũng tối rồi để tôi về mất công ở nhà chờ cơm nữa ừ anh về cẩn thận nha có gì á tôi đợi chú bảy về tôi nhắn chú bảy cho ừ tôi về nha ờ ừ cảm ơn hậu nha cái áo mà hậu mai cho tôi á tôi mặc lên ai cũng khen đẹp hết <laughs> thiệt hả ừ. lần đầu tiên tôi mai đó chắc có nhiều chỗ không được lắm đúng không ờ ừ, không ờ ừ, đối với tôi cái áo này là cái áo đẹp nhất từ trước tới giờ thôi tôi về nha ờ à. Ừ à, tôi về về cẩn thận nha ừ hậu ngủ ngon nha ờ à. đúng rồi đó chị theo google map chị á thì đây là xóm trọ hollywood nè chị vô chị hỏi ông leonardo Đờ bảy qua thì ai cũng biết hết trơn ờ vậy hả cảm ơn ừ. chú nha rồi tôi gửi tiền xe thôi được rồi chị em chạy cho vui thôi à có gì mai mốt em tính đồng bảy qua ờ nha không ồ. sao đâu ờ cảm ơn nha dạ không có gì chị À. gặp ổng thì mình phải nói sao đây? nhờ ổng cứu mỹ nữ trước, hay là cho ổng biết sự thật trước? nhưng nếu như ổng không chấp nhận chuyện mình nói ra thì phải làm sao đây? tìm ai? <laughs> ông hơn hai mươi năm gặp lại, tôi không ngờ tôi là một con người vô tình vô tâm với mẹ con mãi đến như vậy. là bà sao phải là tôi đây <laughs> như vậy là giấc mơ của tôi giờ đã trở thành hiện thực bà thương bà thương có phải bữa nay bà tới đây bà có chuyện muốn nói với tôi phải không bà thương xin ông đừng nghĩ ngợi chuyện xa xôi hôm nay tôi tới đây là để cầu xin ông một chuyện mà thôi chuyện gì giữa tôi với ông không có chuyện gì để tôi làm phiền tới ông hết tôi xin ông hãy cứu lấy con gái tôi xin ông hãy cứu con mỹ nữ con gái tôi mà cũng chính là giọt máu của ông đó bà nói sao nó là mỹ nữ nó chính là giọt máu của ông đó mỹ nữ nó chính là phải còn mỹ nữ chính là kết quả của lần dại khờ đó đó chính là con gái ruột của ông đó sự thật là như vậy sao phải tôi tới đây không phải là để bắt ông phải chịu trách nhiệm gì chỉ là con mỹ nữ đang bị bệnh rất nặng chỉ có ông mới cứu được mạng sống của nó năm xưa ông có bội bạc tôi như thế nào tôi cũng chịu Tôi chỉ cầu xin ông vì tình cha con Ông hãy cứu lấy con mỹ nữ Tôi cầu xin ông đó Ông bảy qua Tôi cầu xin ông mà Bao nhiêu năm nay Bà ấy cứ nghĩ mình là một kẻ bội bạc thật sự mình còn tệ hơn những kẻ ấy nhiều lần cuộc sống mưu sinh đôi lúc mình quên đi tất cả giờ gặp lại sao trong cai nghiệt <laughs> Trời ơi là trời Mới ngủ nguyên đêm thức dậy Sao mà nó mỏi mình quá trời Trời ơi là trời Ông làm cái gì mà như sát sống trước cửa nhà tôi vậy Nhắc ma người ta hoài Nè Món gì ăn bổ máu biết không Bổ máu hả tôi có nằm mơ không bị ma đơ nhập hả tôi hỏi cái gì thì bà nói cái đó đi biết rồi nhìn cái mặt ông sơ sát gì là tôi hiểu rồi nè kiểu này là hồi khuya đi nhậu tới sáng mới về phải không coi cái mặt kìa à, giống gấu trúc hay không bớt nói đi tôi hỏi bà món gì ăn bổ máu Thì cái món ăn bổ máu Hỏi thình lình ai mà nhớ ông nội Mà ông bị bệnh hả? Tôi nói rồi Già cả rầu thì thôi giữ gìn chút đi Đâu phải trai tráng đâu mà ỷ y Đi nhậu thì làm ơn lết cái xác về sớm giụm cái Trời ơi, đất ơi đó bây giờ coi mặt mày kìa Giống quỷ không? À. Thôi bây giờ vậy nè Ở nhà đi Tôi đi chợ một hồi rồi tôi đi chợ đó rồi Gặp cái gì tôi mua cái nấy về tôi nấu cho ăn Biết chưa? bớt nói lại, nghe câu hỏi trọng tâm mà trả lời. Tôi hỏi bà, món gì ăn bổ máu? Cho tôi biết, tôi đi chợ, tôi mua về, tôi nấu cho người ta ăn. Tôi đâu có mượn bà nấu đâu bà Tài Lanh. ông nội ơi cái xóm hollywood này đang có chuyện gì vậy nhỉ ma nhập ông hả hậu ơi vậy chưa hậu ơi vậy trời ơi kêu cái gì tám ừ. năm mà không dạ vậy? mở cửa đi hai nè chuyện gì vậy hơi đi vô đi vô tao nói cho mày nghe vô đây vô đây gì vậy hơi đi vô đây tao nói cho mày nghe có chuyện gấp lắm gấp lắm rồi đi kêu thằng thế về liền cho hai chuyện gì hơi thì cái chuyện Ủa tao qua đây tao nói chuyện gì vậy? Ờ à, nhớ rồi, nhớ rồi. Chuyện ông bảy. Ông bảy qua. Hả? Chú bảy sao? Ông bảy qua. Ông không biết lạc hồn lạc dí làm sao á mà cái mặt ông nó ngộ lắm mà ông thất thần như là ma nhập quỷ ám gì đó ghê lắm. Để con qua coi chú bảy sao nha. Thôi thôi thôi. Ông không có nhà, ông đi rồi. Đi đâu? Đi chợ mua đồ nấu ăn. Chú bảy đi chợ hả? Thấy ghê chưa? Ngạc nhiên đúng không? Ông bảy xưa giờ là không bao giờ đụng tay đụng chân vô cái chuyện đi chợ nấu nướng đúng không? Ờ Nhưng mà bữa nay ha Tự nguyện sách vỏ đi chợ Rồi một lát về tự nấu luôn là mới ghê Dạ Trời ơi mà cái mặt ông hả Nó 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 làm sao á tao nói không có được ừ, Cái chuyện nó lạ thiệt đó hai Nhưng mà Tự nhiên kênh thấy gấp gì vậy hai Còn thấy đâu liên quan gì đâu Chắc chắn có liên quan Hay nghĩ á Ông bảy mà đổ đốn ra như vậy á Là Liên quan tới má con con mỹ nữ mà con mỹ nữ là bồ cũ của thằng thế suy ra thằng thế có liên quan tới cái vụ này đúng không cho nên bây giờ con quen với thằng thế con kêu thằng thế về đi để coi thực sự nó là cái chuyện gì nếu mà nguy hiểm thì còn cứu giúp cho ông bảy đúng không chứ rủi như bây giờ tao hỏi mày thí dụ như bây giờ ổng mà có mệnh hệ nào làm sao mà hay sống được tao hỏi mày bây giờ ông bảy ông ý hay... ý hai ý hai nói là À, ông Bảy là hàng xóm Ông gặp cái chuyện gì mà mình vô tâm vô tình thì nó kỳ cục ừ rồi con hiểu ý hai rồi ừ vậy con kênh thế qua liền nha ừ ừ bây giờ bây giờ mày thay đồ đi chải đầu chải tóc qua đi qua qua, qua. hai nấu ăn sáng cho mày ăn xong rồi đi nha 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 rồi con biết rồi thôi hai hai ừ, ừ. đi về đi hai đừng có lo ừ. nha biết rồi biết rồi hai nấu qua liền qua dạ. liền nha ờ ừ, ờ ừ. không biết chú bảy có sao không ta con ráng nghe mỹ nữ má đã gặp cha rù của con rồi ông ấy sẽ hiến tủy cho con con sẽ mau chóng khỏe lại thôi Con nó sao rồi? Nó cũng đỡ rồi. Nó ngủ lại rồi. Rồi bác sĩ nói làm sao? Tình hình nó cũng ổn định. Bác sĩ vừa vô quá chất cho nó. Hay là mình ra ngoài kia đi. Tôi có chuyện muốn nói với ông.